Đây là một trong những cái công tác tiền chạm trong quá trình mà xác định vị trí. Nếu như mà các bạn chọc xuống như này mà chẳng may mà chạm phải cái tiểu ở bên dưới á, thì nó sẽ kịch một cái. Khi mà lựa chọn một cái khu mộ thì trước khi mình đào để tránh cho cái trường hợp mà vào cái mộ khác hoặc vào cái tiểu khác, thì thông thường là người ta sẽ phải thực hiện cái việc là thuốn. Thì cái dụng cụ thuốn nó bao gồm một là cái thuốn bằng sắt, cái chiều dài khoảng 1m2, đúng không ạ? Và có cái tay bên trên và đầu nhọn, kèm theo đó là một cái ấm. Bởi vì cái ấm này, vì khi đất nước nó xít ấy, thì chúng ta phải đổ nước xuống để cho nó thì mới thuốn được, không nó rít thì không làm được. Nếu như mà các bạn chọc xuống như này mà chẳng may mà chạm phải cái tiểu ở bên dưới á, thì nó sẽ kịch một cái. Thì nếu kịch một cái thì cái chỗ đấy thì lại không có đặt được. Không đặt được, đúng không ạ? Và thông thường những cái điểm thuốn này sẽ cách nhau khoảng tầm 20 phân. Bởi vì là thông thường cái tiểu, cái chiều dài của cái tiểu quách ấy, hồi xưa ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 31 phân. Đấy, nhẹ tay thôi. Còn gãy đũa cuốc bây giờ lại không được cái việc gì. Đúng không ạ? Thì còn cái tiểu quách bây giờ thì kích thước nó khoảng tầm nhỏ, cái cỡ trung trung khoảng tầm 63 nhân với cả 37. Thì cho nên thành ra là cái cự ly mà khi mà thuốn nó khoảng tầm từ 30 phân một ô, 30 phân một lỗ trong một cái bán kính khoảng 1 mét vuông. Thì nếu như trong bán kính mà không mà thuốn xuống mà không có cái điểm kịch. Đây. Cạnh đây xem nào. Đó, nếu như mà chẳng may như lúc nãy mà chúng ta thuốn mà vào cái kịch một cái á, là chúng ta phải cách ra khoảng tầm 10 phân nữa chúng ta thuốn lên một điểm khác. Nếu như mà nó không kịch thì nó là chứng tỏ nó chỉ là một cái viên gạch thôi, hay một viên sỏi thôi, thì nó không thì chúng ta không có ảnh hưởng. Khi mà gặp phải cái điểm như thế là chúng ta sẽ phải liên tục kiểm tra. Không biết đâu dưới đấy là cái tiểu, thì trong cái chuyện mà chúng ta cải táng lúc đêm hôm tối tăm thì ai mà xử lý được. Và thứ hai là cũng không biết là mộ của nhà ai, thì cũng rất là khó để mà xử lý. Thì chúng ta phải làm công tác di dời tẩy uế trước khi mà chúng ta đặt lại cái ngôi mộ này. Đó, thì đây là một trong những cái công tác tiền chạm trong quá trình mà xác định vị trí.